côn trùng, con dế rồi á, con dế á mọi người. Dạ. Dạ, em ở Quảng Bình. Quảng Bình. À. Đúng, đúng rồi. Trông như tách nước. Gái Quảng Bình dịu dàng dễ thương. Này là mình nhập từ Việt qua hay là trồng ở đây luôn rồi nha em? Trồng ở đây luôn ha. Trồng ở Bắc Xê. Có nhiều loài trồng ở đây. Ở cái củ này là cái củ gì ta? Đu đủ hả? Ở đu đủ trái nó dài vậy sao? Đó, người Lào. Người Lào. Đi du lịch. Đi du lịch với phim chơi chơi vậy? Với chơi chơi với chợ vậy. Chị là người Lào nhưng mà nói chuyện tiếng Việt Nam cũng gành ha. Cái ăn đúng là số 1 đó. Chờ đến nhiều khi bình Việt bất cả Quảng Bình đi tới ngay rồi. Dạ. Họ người xung quanh đây họ người Lào họ thiệt tha lắm. À. Họ thiệt tha. Nên em phải cứ phải đi hang mà tụi là lại tầm bạc là đầy lại cái là dê thôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Attapeu thuộc tỉnh Attapeu. Đây là một trong những cái tỉnh mà ở vùng đất Hạ Lào đó cô bác quý anh chị. Lưng đây là một cái khu chợ mà người ta được cho là thủ phủ của người Việt. Người Việt ở đây sống sinh sống rất là nhiều. Và chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn cùng với cô bác quý anh chị đi khám phá một cái khu chợ người Việt tại đất nước Lào là như thế nào nha. Và ở đằng sau đây thì nghe rằng là mọi người Việt sinh sống ở đây rất là nhiều. Xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Bán bắp nè, anh đang bán bắp nè. Xí xôi nè. À dạ. Hay, rất là hay, cũng khá là hay mọi người. Vô đây chúng ta sẽ thấy được những cái sạp buôn bán đồ ở trong này. Ở đây là chợ bán trái cây. Đây thì họ bán gạo nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng qua bên đây ha. Dạ. Gạo. Cái nhà lòng chợ này cũng khá là lớn luôn. Và đây là một cái chợ trong cái tỉnh Attapeu. Đơn vị tiền tệ của Lào thì 100.000 kiếp của Lào thì nó khoảng 120 đến 130.000 tiền Việt Nam. Dạ cho cô. Dạ. Chiều nay thì đi đến đây kiếm tới quay một cái gì đó lạ lạ để quay cho mọi người xem. Nghe đồn rằng thì người Việt Nam Lào này chủ yếu là với một cái nghề gọi là buôn bán. Đây là chè. Cái này gỏi cuốn nha mọi người. Dạ. Đất nước Lào nghe mọi người nói ra là một đất nước khá là thân thiện. Con người ở đây rất là thân thiện và hiền. À, what? Cái này bánh bò. How much? How much? Bánh bò. À, bạn không cố dành. Bánh bò nhìn rất là dễ thương luôn. Tí xíu nữa có thể mình quay lại mình mua bánh này mình ăn ha. Ở đây là giống như bánh tét. Đâu mình ăn thử một cái bánh này coi mọi người. One lít one. How much keeps? Dạ. 1.000, 2.000 kiếp. Dạ. Vài ngày hả nào? Ở chắc ăn. 2 ngày. Ở chắc ăn. Dạ chú tháo xanh kiếp à. Không. Mình mua thử 2 cái ăn thử mọi người. Đây là bánh bò. Bánh nướng đó. Dạ, bây giờ sẽ thối tiền 100.000, nó rất là lớn luôn nha mọi người. Đây là một cái bánh bò khá là ngon ngay tại Lào ha. Thank you. Cái bánh bò này thì cũng khá là đặc ruột luôn mọi người. Rất là ngon luôn. Chứ người nào mà là người Việt thì sẽ biết cái tiếng Việt ở đằng trước á. Còn mấy chị này là người Lào nên là nữ là chỉ đa số là nói tiếng Lào thôi. Chào. Hello. Đây nè, nhưng chị này là người Lào sẽ không bao giờ nó biết nói tiếng Việt. Cái con người ở Lào cũng khá là thân thiện nha, và họ gặp mình họ bán thì họ cứ cười tươi à. Đây là một cái chợ quê ở Lào. Và đặc biệt đây là cái chợ vào buổi chiều á mọi người. Có to lắm. Ở đây là cái khu gian hàng này là gian hàng bán rau củ. Dạ. Việt Nam hả? Việt Nam dạ. Giờ đi làm gì vậy? Ủa? Chị là ở Việt Nam hả? Đó, người Lào. Người Lào. Đi du lịch. Đi du lịch quay phim chơi vậy? Quay chơi quay chợ vậy. Chị là người Lào nhưng mà nói chuyện tiếng Việt Nam cũng gành ha. Dạ. Chị người Lào. Gọi bằng mẹ mới đúng. Mẹ. Con trai mẹ bằng cháu rồi đó. Dạ. Dân Sài Gòn, dân đâu vậy? Dạ em Sài Gòn. Ô chị biết gành luôn ha. Chị có về Việt Nam không? Không. Có đi Việt Nam lần nào không? Không. Cảm ơn chị nha mọi người. Dạ. Ô chị biết Cần Thơ của Việt Nam luôn. Chào chị. À. Ở đây là các sạp, ở đây ở khu chợ này rất là sạch sẽ luôn mọi người. Đây là mắm, này là con mắm á. À, nhìn chung thì chợ này chẳng khác nào là chợ của, giống như chợ Việt Nam vậy á, cũng buôn bán các mặt hàng rau củ giống như là chợ Việt Nam, có dưa leo đồ đủ thứ, nhưng mà chỉ khác nhau về ngôn ngữ thôi nên mình sẽ không có gành. Ồ đây cá. Dạ. Cá này là cá đô phi. Đô phi. Đây là cá trê. Dạ. Ồ, chị nói chuyện tiếng Việt được gần à. Chị là người Việt hả chị? À, chị qua đây bán lâu chưa? Qua đây lâu, chị ở tỉnh nào? Chị ở Huế. À, qua đây hơn 10 năm chưa chị? 30 năm rồi. Chị tên gì? Chị Huệ hả? Chị buôn bán này thôi. Dạ, trước đây chị làm gì? Áo quần. À, chị Huệ, chị qua đây hơn 30 năm, có nhà cửa ở đây hết hả chị? Dạ, em qua đây quay chợ chơi. Dạ, để quay cuộc sống người Việt mình đó chị Huệ. À, bán bánh đồ bên đó đó ha. Dạ. Xung quanh đây Buôn nói là con người Việt kiều hết á. Việt kiều hết hả? Việt kiều Lào. Chơi qua bên tâm sự với chị chút được không? Cũng may mắn là vào chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ đi một cái chợ thì gặp được chị là người Việt kiều Lào nè. Chị năm nay là bao nhiêu rồi chị Huệ? Chị năm nay thì 45 tuổi. 45 tuổi rồi. Ừ. Chị qua đây hơn 30 năm là từ nhỏ đến giờ. Không, từ ngày chị lấy chồng xong là chị qua đó. Rồi là chồng chị là người Việt hay là người Lào? Người Việt. Chồng chị người Việt. Qua đây thì cuộc sống sinh sống của mình đỡ không chị? Nói chung tuổi kia với cơ con từ 3 năm trở lên cũng khó khăn lắm. Cũng là làm là chiều về là tiền bữa đến Hà nữa đấy. Dạ. Cái con hồi xưa triệu là em đổi được là 2,7 triệu, nhưng mà mỗi một triệu em chuyển đổi được còn 1,3 triệu. Tiền Việt nó bị, tiền Lào nó bị giảm xuống, kiếp Lào nó bị giảm xuống đúng không? Thì là nắng khó. Dạ. Lúc trước là 1 triệu là kiếp Lào thì được 2,7 triệu tiền Việt. Ừ. Còn bây giờ 1 triệu kiếp Lào nó chỉ có được 1,2 triệu, 1,3 triệu tiền Việt thôi. Nên buôn bán mà so với tiền Việt Nam thì không có gửi tiền về được. Nó cũng gửi đâu, con tại vì ở bên đây mà. Ở bên đây hết luôn ha. À, may mắn gặp được chị á, chị là người Huế luôn. Dạ. Em cũng có ra Huế một lần. Vì chị dự định là sống bên đây luôn hay là có dự định là về không? Dạ, chị là khoảng bao lâu thì chị mới về quê hương một lần? Nếu mà hồi xưa là bình thường là chị năm chị về 2 lần, hôm nay chụp chị chưa về. Dạ. Chị thường đi cửa khẩu nào? Bơi. Đi của chị Vân Hùng, đi chị thích đi Vân. Chị thích đi bơi. Người Việt của mình đa số là sống ở đây buôn bán nhiều hả chị? Ba con đàn ông là họ làm theo xây dựng vậy. Dạ. À, có nghĩa là nam qua đây là họ làm thợ hồ rồi, còn nữ thì qua đây là buôn bán là chính. À, em thấy cuộc sống ở đây cũng khá là hiền hòa ha chị. Rất là thương yêu nhau luôn, đùm bọc nhau lắm ha chị ha. À, sẵn đây cái clip này chị cũng nói lời gì, nhắn nhủ là gì đối với người Việt mình không? ví dụ như một cái chai nước tương như thế này nè chị Huệ, một chai này nè, cái nước tương này là bao nhiêu tiền kiếp? Một chai này là 12.000 tiền kiếp. 12.000 tiền kiếp thì hiện nay nó khoảng là 20 mấy ngàn tiền Việt Nam. Không tới. 10.000 là có 14.000 à. À, 28.000. Đó, 10.000 là có 14.000 à. Một trái thì là cỡ 67.000 tiền Việt Nam. Dạ. Hôm nay gặp chị thì rất là vui luôn mọi người. Người Việt thì sống ở đây cũng khá là nhiều. Và em nghe nói là người Việt sống ở Attapeu này với lại trong Ba Sắc là nhiều lắm hả chị? Nhiều lắm. À. Em đi trục chiều tới đó. Chợ này là tên là chợ gì? Chợ số 3. Chợ số 3. À. Đây là ngay thị trấn Attapeu luôn. Ở đây là trung tâm thị trấn Attapeu. Và nó gần có 2 chợ. Đúng rồi, chợ này là chợ chiều, con chợ ở dưới đâu có chợ sáng. Chợ sáng hả? Ở đây là chỉ nhóm chiều thôi. Chiều, nhưng mà họ cũng gần ngay vậy. Dạ. Đặc sản ở đây là món Lào là món gì ha chị Huệ? Là họ nấu ăn vậy. Nấu ăn đằng đó là hả? Là người Việt hay người Lào? Làm ha. Dạ. Nhưng mà em có cái hơn bởi nữa là có nghĩa là ở đây thì chợ ngay thị trấn nhưng mà người ta không có gành tiếng Anh nhiều. Không có ranh đâu. Dạ. Khai tiếng Phật lắm. Dạ. Không có ranh đâu. À. À. Em cảm ơn chị Huệ đã chia sẻ. Bây giờ em sẽ đi vòng vòng mấy cái sạp khác ha. Ở cái khu vực Attapeu này an ninh lắm hả? Ừ. Không có cái tấm bày, người chứng lắm không có. Bày đập bà vẫn có là không có ở dụng bên mình đồn cuộc bên này kia không có dũng ở chị đó ở từ sự hôi mô quá chưa đấy là chị gọi dũng lo làm ăn thôi chứ không có ăn trộm ăn cắp, không có ăn là ăn trộm dũng như là ở Việt Nam sợ lắm. Ở đây này chúng là cái ăn đúng là số 1 đấy. Chờ đến nhiều khi bình Việt bất cả Quảng Bình đi tận hay rồi. Dạ. Họ người xung quanh đây họ như là họ thiệt tha lắm. À. Họ thiệt tha. Nên em thấy cứ thấy đi hàng mà tụi là lại tầm bạc là đầy là cái là dê thôi. Em cũng nghe nói là người Lào rất là thiệt thà và dễ thương. Ừ, họ dễ thương lắm. Dạ. À, theo chị chia sẻ thì cuộc sống ở đây cũng rất là dễ thương. À, người dân Lào thì cũng rất là thiệt thà và hiền hậu luôn. Ừ, họ nghe lắm. Họ cũng là họ là họ sụp là mình thương họ là họ thương mình ở đâu mình vậy. Dạ. Sụp là mình đức của Huế này rồi họ mình thực tha thì họ là họ sẽ thực tha là. Dạ. Ở đây chủ yếu là hai người Việt mình với lại người Lào ở thôi ha chị ha. Đúng, ở Trung Quốc nữa. Trung Quốc hả? Trung Quốc nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Ừ. Nhưng mà Trung Quốc là họ không có ra chợ. À. Họ không có ra chợ, họ không có ra buôn bán như tụi chị đấy, nhưng tụi có lần quá là đi làm vàng làm đồ trong rừng một số. Rồi một chỗ lần quá bạn kia tôi sửa xe máy đó vậy. Dạ. Ừ. Rồi em cảm ơn chị nhiều ha. Dạ em chào chị. Theo chia sẻ của chị Huệ thì cuộc sống của người Việt sống ở đây khá là nhiều luôn mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng một tí nữa ha. Dạ. Dạ. Em quay chợ thôi. Đây là một cái sạp bán thịt heo. Chào bạn. Dạ. Ở trong kia là dài, trong kia cũng bán thịt heo luôn á mọi người. Bây giờ mình sẽ qua đây ha. Ôi con gà nè. Cái này con vịt chứ không phải con gà. Chắc nhìn đẹp ghê á. Nghe chị Huệ nói thì ở khu này người Lào họ bán đồ ăn rất là ngon và họ nấu tại chỗ luôn à. Ồ cái cây gì đây? Nghe mùi măng chua. Hủ tiếu. Ê, dạ. Kinh kinh. Kinh. À, tin. Lào tin. Lào. Lào kin. Kin, kin là ăn á. Ờ, kin. Ăn. Ở đây họ bài và bị bán họ có vô một cái dĩa như thế này luôn nè. Đó, cũng khá là hay ha. Và ở bên đây là đồ ăn có sẵn như là thịt nướng xiên que, hình như là thịt trâu hay gì ạ, trâu á. Dạ. How much? Chicken. Chicken. Cái này gà, con này không, cái này là thịt. Cái này là với lại rau dập, không biết mọi người rồi. Này là thịt heo sọ cây luôn, không biết là thịt heo hay là gì luôn. Mọi người biết có thể bình luận cho Bùi Hồ ha. Này cá. Dạ. Này là mề gà. À, một cái là 5.000, một cái mề gà như thế này là 5.000 mọi người. Còn cá trê. Mười ngàn kiếp. Thậm chí ở đây có cả côn trùng nữa nè. Dạ. À, cái này là con côn trùng, con dế rồi á, con dế á mọi người. Dạ. Dạ. Ở đây là cá nướng. Cá này giống như là cá suối á. Cái này mà cái bụng không quen thì ăn không được đâu. Này không biết gì luôn. Mọi người biết có thể bình luận. Ở đây đa số là họ ăn đồ nướng rất là nhiều nha mọi người. Đây là lá gừng, măng chua, măng. Qua đây. Ui, mấy con cá rất là to luôn. Cô này cười. Hello. Giá. Giá. Dạ. Quyết. Ở đây có cái cá mè nữa nè. Có cá mè của con gà người ta bán như thế này luôn nè mọi người. Đây là một em gái người Lào nha. Người Lào. Dạ. Dạ. Không hiểu. Không phải Việt. À, người Việt qua đây thì đa số là không bán những cái thực phẩm như thế này mà là bán những cái như là quần áo là đồ thô á, như là quần áo nè, rồi thậm chí là những cái hàng mà tập quá nhỏ nhỏ mọi người. Bây giờ mình tới qua cái sạp quần áo này nha mọi người. Dạ. Chào chú. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Chào chị. Chào em. Em người Việt hả? À, con gái này người Việt, quay chợ thôi. Quay chợ người Việt của mình thôi. Bán đây lâu cho em. Mình chết tí gì, hốt tí, chết tí. 6-7 năm. Vài này người Việt luôn á. Ở đây là bán các đồ của gồm có hành, gồm có tỏi, rồi chanh, các đồ rau củ mọi người. Dưa leo nữa nè. Này là mình nhập từ Việt qua hay là trồng ở đây luôn rồi nha em? Trồng ở đây luôn hả? Trồng ở Bắc Xê. Có nhiều loài trong ở đây. Ở cái củ này là cái củ gì ta? Đu đủ hả? Ở đu đủ trái nó dài vậy sao? Ngộ. Của Thái. Đây bí nè mọi người. Không biết trái này trái gì. Bí đau quá. Bí đau. Loại tròn là dai còn gọt. Loại tròn mới gặp luôn á. Dạ. Dạ. 20 năm rồi. Đang quay YouTube. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Cái giải này là đa số là người Việt mình bán hết hả ta? À. Người Việt hết. À, ở Việt Nam là bạn ở đâu? Dạ, em ở Quảng Bình. Quảng Bình. À. Đúng rồi. Gái Quảng Bình dịu dàng dễ thương. Hả? Chắc không có đâu. Chắc không có đâu. Rồi bây giờ đi qua đây. Dạ. Cái này là lạc. Kê như thế nào? Kê. Cái này lạc chưa rửa luôn á, mọi người mới đào lên á. Đi qua đây thôi. Bây giờ thời tiết bây giờ cũng đang mưa rồi. Chuối. Ôi, sen nè. Cái gương sen nhỏ xíu xiu luôn. Ngộ ha. Này là hình như là cấm nếp hay sao ạ? Rồi bây giờ mình đi một vòng cũng đã hết cái chợ rồi. Bây giờ trời cũng bắt đầu chuyển mưa rồi mọi người. Đây là chiếc xe ở Lào nè. Và biển số xe ở Lào cũng giống như Việt Nam, có màu trắng với lại màu vàng. Và ở Lào thì chạy xe thì người ta rất là ít khi là hạn chế, khi là bóp còi nha mọi người. Này có bà cụ đang bán bún gì đây. Giống như bún đâm bà chóc à. Đâm bà chóc. Không biết có phải hay không à. Kiểu là ca ghi á. Đâm bà chóc mọi người. $5.000, $10.000. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Ship hà. Ship mà. Ship hà. À. Ni ship, ni hà, ship hà. Ship hà. À, ni ship, ni hà ship hạ là 15.000 kiếp. Không biết luôn. Rồi, qua đây tiếp thôi. Rồi, coi như là hết cái chợ chiều ngay chỗ thị trấn Attapeu. Này là chuối nướng mọi người. Còn ở đằng trước này là các em bé người Lào đang bán bắp, bán ngô á mọi người. À, bán vô những cái gùi nhỏ nhỏ như thế này rất là dễ thương luôn ha. Ở đây là dưa gang, rồi dưa hấu, rồi bí. Có ở trên nương mà có gì là sẽ đem xuống đây bán món đó. Thậm chí ngoài kia có rau nữa kìa. Nhìn rất là dễ thương luôn. Ở cái khu vực mà chợ của thị trấn Attapeu gặp anh này, anh bán một cái bánh rất là lạ luôn. Roti Attapeu. À. Đây là một cái bánh ở Lào nha mọi người. Tiếp quá. Ở Lào mà một là các bạn cô bác quý chị có thể là biết tiếng Lào, còn hai là tiếng Việt, chứ tiếng Anh ở đây thì cũng không có phổ biến cho lắm. Thôi nhìn ngon ghê á. À. Anh để vô. Đây là một cái ẩm thực đường phố tại Lào ha. Thay là sự ảnh hưởng đó. Khá là lạ luôn. Anh nha. Yeah. Anh đừng. Ok. Dạ. Sao? Đó, anh che một cái miếng mũ bỏng mỏng như thế này nè, đừng có bụi đó mọi người. À. Sập miếng mayonnaise lên. Ok không? Ok. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Ở đây là 20.000. 40.000. Dạ. Chị là người Việt hay là người Lào? Là người Việt Nam. Người Việt Nam hả? Người Lào. Người Lào. Đó cho em ăn thử. Để đây cho em ăn thử miếng. Dạ, ăn ở đây. Của anh đây nè. Dạ. Đấy, ăn thử một miếng đi rồi biết liền chứ gì. Mayonnaise thì có vị ngọt, còn này là béo nha mọi người. Để ăn thử miếng. Dạ, ăn thử miếng. Là lạ. Ngon. Hấp dẫn. Rất là ngon luôn mọi người. Này học này giờ về nhà làm bán được ạ. Tại đây thấy nó cũng lạ lắm. Ngon quá. Này chỉ có 1000 kiếp thôi. 1000 kiếp thì nó 10 mấy ngàn tiền Việt Nam đó. 11, 12.000 tiền Việt Nam vậy đó. 14.000. 14.000. Ngon. Ủa chị qua ở Gia Lai qua đây lâu chưa chị? Gia Lai hả? Dạ. Qua đây được 1 tháng. Dạ. Được 1 tháng rồi. Được 1 tháng. Chị qua đây là chị làm cái công việc gì? Giờ chị đang kiếm công việc làm ăn đây nè. Dạ. Giờ khổ quá à. À. Chị ở ngay Pleiku luôn hay sao? Ở trong A23 Phú Quốc. Dạ. Chị có người quen ở đây hay sao? Có người quen. Có một anh nữa chạy xe ở đây không? Chạy xe gì hay chị ha? Chạy xe chở hàng. Dạ. Ở đây thì cái cuộc sống ở đây về dễ sống không chị? Mới qua được 1 tháng đang kiếm công việc làm nên dạ. Khó khăn. Dạ, hiện nay vẫn ở trọ hay sao? Nhà thuê. Mỗi tháng bao nhiêu tiền hay không? Tháng 500 kiếp. 500 kiếp. 500 kiếp là 700 Việt. Dạ. Cuộc sống ở đây giá trị đồng tiền thì nó cũng rẻ ha, không đắt lắm. Nhưng mà tốn tiền nữa, tiền công an, tiền đủ thứ tiền đó. Dạ. Qua chưa làm gì ra hết nhưng mà tốn tiền công an nhiều quá. Chạy đây. Dạ. Chị tên gì? Chị Yến. Chị Yến là năm nay là bao nhiêu rồi? Chị 52. Trước đây chị ở Việt Nam chị làm cái gì? Ở Việt Nam thì chị bán cà phê. Nói chung thì hồi trước chị qua đây chị làm thuê ở đây này, nấu cơm nhà máy đường á, làm cũng được khoảng 5 ký lượng số tiền. Cái về bắt một cái quán bán cà phê, khi mà bán được mấy năm thì nhà nước lấy cha mất cái quán đó, giờ thất nghiệp đi qua tiếp. Là tính lập nghiệp ở đây luôn. Qua đây mà bây giờ khó quá. Chị đi mình. Chị đi mình hả? Bé thì nó học ở Sài Gòn, giờ nó ra đây chơi thăm. À, bé này học ở Sài Gòn mình hả? Ở trong Sài Gòn, nó mới ra đây mấy. Ủa, em gái, em học ở Sài Gòn hả? Em học ngành gì? Hả? Hàn Quốc học. Hàn Quốc học. Nó học tiếng Hàn. Qua đây thăm mẹ hả? Qua đây Lâu chưa? Mấy ngày. Mấy ngày thôi. Thấy cuộc sống ở đây sao? Không chịu rồi. Mới có mấy ngày là nó cũng chưa lành lắm. Chưa nói chuyện tiếng Lào được đâu hả? Chưa nói được. Mình thì nói được cũng ít ít. Dạ. Nhưng mà cuộc sống ở đây thấy cũng hiền hòa ha. Dạ. Giờ ở Việt Nam cũng khổ quá mà giờ quê hương ở đây chứ còn Việt Nam mà nó không có ổn định gì thì Việt Nam còn hơn. Rồi chồng chị có qua không? Không, chồng chị đi Việt Nam. Chị này 15 năm. Dạ. Đi rồi. Từ ra đây cũng kiếm công việc rồi làm khổ quá. Dạ. Việt kiều mình ở Việt kiều ở Lào ở đây nhiều hả chị ha? Ở đây thì nhiều nhưng mà những người ví dụ như là họ ở trụ lâu á thì họ làm thấy khá giả nha, giàu được nha. Còn như ví dụ như những người mà mới qua chịu không nổi cảnh mà công an bắt công an với công an rồi này nọ kia. Dạ. Rồi tiền đóng gì tiền để lao động này gì đó muốn tốn tiền á chịu nổi đâu. Và nhiều người chịu nổi bứt thôi. Dạ. Và em cảm ơn chị chia sẻ. Bùi Hồ xin kết thúc về một cái video về chợ người Việt tại Lào là như thế nào. Cô bác với chị thật ra rất là thú vị luôn. Ở cái khu chợ này thì rất là nhiều người Việt sinh sống và buôn bán cùng với người Lào cộng đồng và họ rất là yêu thương nhau. Và đây là một cái video clip thứ hai ngay tại đất nước Lào về người Việt tại Lào. Cô bác với chị nhớ đón xem những video tiếp theo tại Lào của Bùi Hồ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị sau ạ.